Indonesia rốt cuộc đã không thể làm nên điều kỳ diệu ở trận chung kết lượt về của AFF Suzuki Cup 2020. Nhưng tuy không xóa được cái dớp toàn thua trong cả 6 lần lọt vào trận chung kết của giải đấu này, đội bóng dưới quyền huấn luyện viên Shin Tae Yong đã để lại nhiều ấn tượng tích cực. Họ đã ghi được 2 bàn thắng vào lưới của Thái Lan. Ngoài ra, sức trẻ của đoàn quân Garuda cũng là một điểm nhấn đáng chú ý. Indonesia chính là đội tuyển trẻ nhất góp mặt ở bán kết giải đấu năm nay với độ tuổi trung bình là 23,8. Đội tuyển Việt Nam của chúng ta xếp thứ 2 với tuổi trung bình là 24,79. Hai đội còn lại là Thái Lan và Singapore thì khá già với 27,1 và 27,63. Hai hậu vệ đá chính của Indonesia là Pratama Arhan và Alfeandra Dewangga mỗi lần lượt 19 và 20 tuổi. Tiền vệ phòng ngự Rachmat Irianto là 22. Ngoài ra, cả 5 cầu thủ Indonesia đang chơi ở nước ngoài cũng đều còn rất trẻ. Witan Sulaiman, cầu thủ chạy cánh đang chơi ở Ba Lan cho Lechia Gdańsk, năm nay mới 20 tuổi. Eki Maulana, tiền đạo đang khoác áo câu lạc bộ Senica của Slovakia là 21. Trung vệ Enkan Bagot hiện thuộc biên chế của Ipswich Town mới 19. Còn đội phó Asnawi Mangkolam, hậu vệ phải đang chơi ở K-League 2 cho Ansan Greeners là 22. Bằng tuổi Siarian Abimaniu, tiền vệ của câu lạc bộ Johor của Malaysia. Lợi thế của tuổi trẻ chính là sự khát khao. Trong buổi trả lời phỏng vấn kênh CNN Indonesia, huấn luyện viên Shin Tae Yong từng nhận xét, chính vì hầu hết các cầu thủ còn rất trẻ, họ đều rất khát khao và sẵn sàng tập luyện hết mình vì mục tiêu của đội bóng. Ngoài ra, tuổi trẻ còn có một lợi thế là càng tự tin, họ càng không dễ đầu hàng. Tất nhiên, tuổi trẻ cũng có những hạn chế mà lớn nhất chính là kinh nghiệm. Ông Shin Tae Yong cũng thừa nhận, sự non nớt của các cầu thủ đã khiến Indonesia sớm vỡ trận trong trận chung kết lượt đi. Nhưng ở lượt về, dàn cầu thủ trẻ của Indonesia đã chơi tốt hơn rất nhiều khi cầm hòa Thái Lan 2 đều. Đó là trận đấu mà người Thái cũng không thực sự quyết tâm. Tuy nhiên, AFF Suzuki Cup 2020 vẫn là một hành trình vô cùng ấn tượng của đội bóng trẻ Trung này. Họ đã có được những trải nghiệm quý giá từ các trận đấu với những đối thủ ngang hoặc trên tầm như Malaysia, Singapore, Việt Nam và Thái Lan. Những kinh nghiệm này sẽ giúp các cầu thủ trẻ của Indonesia nhanh chóng trưởng thành. Đó cũng là cơ sở để huấn luyện viên Shin Tae Yong tự tin tuyên bố: "Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để có kết quả tốt hơn ở những giải đấu sắp tới trong năm 2022. Tôi cũng tin rằng giờ Indonesia đã không còn là ngựa ô nữa, mà là ứng cử viên thực sự cho chức vô địch." Sau những gì Indonesia đã làm được, rõ ràng chiến lược gia người Hàn Quốc không hề chém gió. Và những mục tiêu thiết thực nhất sắp tới với đội bóng này chính là giải vô địch U23 Đông Nam Á diễn ra ở Campuchia vào tháng 2 và kỳ SEA Games 31 diễn ra ở Việt Nam vào tháng 5 năm 2022. Vì trong 30 cầu thủ Indonesia được triệu tập cho AFF Suzuki Cup 2020, có tới 13 cái tên vẫn đang ở độ tuổi U22.